em muốn. Con nào con trai của bố? Đi đi con. Con ăn. Con ăn đi. Ôi chào với. Mẹ giải tải ở đây xong là hai chị em ngồi đây chơi nhá, cho mẹ hái rau nhá. Trâm Anh ơi. Dạ. Con trông túi cho mẹ nhá. Vâng ạ. Nào con tí nữa con đốc kẹo cho em ăn nhá. Vâng ạ. Quả rau tây kìa. Đấy là trứng của con ốc đấy con ạ. Ba cả. Con trông em cẩn thận nhá. Vâng ạ. Trâm Anh ơi. Dạ. Con hát cho em nghe đi con. Lột con vịt sẽ ra ăn. Cắt cắt lo kêu dạt. Cắt cắt cắt. Cập cập cập. Ê. Em ơi. Cắt móng tay. Mẹ. Con gái ơi. Non, non. Non nhờ con nhờ. Ngồi đây chơi để mẹ đi hái nữa nha. Em ơi. Trâm Anh ơi. Dạ. Con còn nóng không con? Con nóng. Đợi mẹ một chút nhá. Vâng ạ. Trâm Anh ơi. Dạ. Con kéo cưa lửa xẻ với em đi con. Trâm Anh ơi. Dạ. Con trông em cho mẹ nha. Dạ. Em ơi. Dạ. Em à, chị Trâm Anh cho em bú sữa à. Chị Trâm Anh giỏi thế. Mẹ hái thêm một rổ nữa nha. Con trông em hộ mẹ nha. Trâm Anh ơi. Trâm Anh à. Trâm Anh ơi. Con kể chuyện cho em nghe đi con. Kể chuyện con dê đen ấy.
lên cho em ngủ nha. Ồ, mẹ biết rồi, mẹ biết rồi, mẹ thương em. Ồ. Con đứng ở đây nhá, để mẹ lấy rau đổ vào túi nhá. Con đứng ở đây chơi để mẹ ra cắt mấy quả bí nhá, để chiều mẹ con mình đi bán nhá. Mẹ xong rồi. Anh ơi, con lấy mũ đội vào chuẩn bị đi về nào. Xong con đeo túi hộ mẹ nhá. Nóng nhờ con nhờ. Con đứng ra đi dép vào để mẹ gấp cái này. Mẹ nhặt cái này mang về nhà đã nhờ. Để đây bật nhờ. Con cầm giá hộ mẹ đi. Con đi cẩn thận không ngã nha. Con đi được không? Rồi, ra đến vùng rễ rồi. Con để giá ở đấy cho mẹ. Mẹ ơi, em dậy rồi. Dậy rồi nhé. Con để giá đấy cho mẹ. Mẹ rửa tay rồi mẹ gỡ em nhé. Vâng ạ. Con để đấy cho mẹ. Con đi sẽ là hai cái canh.
ơi. Rồi mẹ đưa em rồi mẹ con mình đi chợ bán rau nha. Em uống xong chưa? Trâm Anh uống xong chưa con? Con uống xong rồi. Em uống hết chưa? Em uống hết rồi á. Ôi ôi hết rồi. Còn một tí nữa thôi nhỉ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có người chứ.
đây này. Yêu em nào, yêu em nào, yêu em nào. Châm Anh yêu em nào. Ôi, yêu em má. Để đến má. Đến nơi rồi con ơi. À con đi đây, bố dắt con nhá. À, đi nào. Châm Anh ơi. Bố nào, bố bé nào, bố nào, con trai của bố lớn quá rồi nào. Cha mẹ đâu rồi? Mẹ thiếu cha lắm rồi. Bố ơi, sao bố đi làm lâu thế? Sao anh biết địa chỉ của ba mẹ con em mà đến tìm? Em hỏi bà cho mẹ. Nào, anh bế con vào trong nhà đi. Con gái của mẹ nhiều lắm. Con có nhớ mẹ không? Nào, bố bé nào, bố bé, con trai của bố nào. Nào, bố bé nhá. Nào, bố bé, cho bố bé nó tí. Nó tiêm bố à? Nào, cho mày nhìn bố bé. Nào, bố kẹo một con nhá. Con bóc kẹo cho em đi. Cho bố bóc cho. Ừ, bóc cho con nhá. Không cho bố bé ăn, không cho bố bé. Lớn lắm rồi. Cha còn nhớ mẹ không? Mẹ nhớ con lắm đi. Hai mẹ con vất vả lắm à. Bây giờ bố ở với con nhá, bố không đi nữa nhá. Châm Anh còn nhớ bố không? Thế là mẹ yêu con nhá, mẹ yêu con nào. Mẹ yêu con nào. À Khoa, à bố bé. Bố Khoa nhá, bố Khoa của bố nhá. Lớn quá rồi. Đấy, con để ra đây chơi nhá. Nào. Chờ tới tối rồi để em bật nóng lên cho sáng. Châm Anh ơi, con cất màn lên trên nhà đi để lấy chỗ đồ chơi nhá. Con ngoan lắm. Con bút đi con. Châm Anh chơi gì bảo em chơi với nhá. Nào đưa bố cất cái này đi nhá. Nào sao sao nhỉ? Khoa làm sao thế? Ơi. Sao con? Bố bế này. Đây đây của con đây. Đấy cho em mượn nhá, cho em mượn cái này nhá con nhá.
không à, thế mượn. Trâm Anh đi học kìa em. Trâm Anh chưa anh ạ. Em đang chuẩn bị xin giấy tờ ạ. Thế là nhà Trâm Anh tự học à? Đi xin gì rồi con? Đi nhầm xin gì à? Nè. À, Trâm Anh chơi với em nào con? Chơi mượn gì? Chị trải. Thế thì Trâm Anh cho em khoa mượn à? Ôi dồi ôi. Ừ. Con lợn này. Thế nào? Đâu bố xem. À, ở đây để bố lấy cho nhá. Nào. Đây quả trà đây nhà. Nào bố lau cái này cho nhá. Không để bẩn cho tay như thế này đâu nhá. Ủa, em qua nhiều lắm nhỉ? Em qua ai nhỉ? Em qua hư lắm ấy nhỉ? Ừ. Cha ơi. Con đói chưa? Con đói rồi á. Mẹ nấu cơm con ăn nhá. Được không? Hả? Hả? Mẹ gọi con phải dạ nhớ chưa? Con phải vâng, con phải dạ nhớ chưa chả? Chả ơi, lúc nào mẹ gọi con thì con phải vâng ạ, nhớ chưa? Chả nhớ mẹ dặn chưa? Con mồm con đâu chả? Ờ, cất rác đi nhá. Rồi cho Khoa rồi để đây nhá, tí Khoa ăn nhá. Khoa làm sao thế? Chắc lâu ngày không gặp ba chắc là lạ rồi. Nhà đi chọn vất vả lắm rồi em. Dạ vâng ạ, cái chuồng anh ạ. Khoa ơi, lạ bố à. Lâu ngày không gặp con lạ. Nào, ôi dồi ôi, sao nhậu thế con? Bố bế rồi, sao cứ dậy thế? Hả? Giờ xem mẹ, xem mẹ nhìn quanh nhỉ. Đây nhỉ. Con có biết tên đồng đấy chưa mày? Hả? Có biết tên đồng đấy? Con biết ra. Con giỏi thì ai dạy con tên tao đấy? Mẹ dạy con tên tao ạ. Nào con biết, con có biết kẹp được không? Đi ra đây con kẹp cho em đi. Ôi siêu quá nhỉ. Ôi đẹp quá. Nó kẹo này. Ôi sao thế, không vứt ra không? Không vứt kẹo à? Thế đây, bố cho cái này. Cầm này. Đấy, con chơi đây. Xong chưa con ơi? Xong rồi. Ừ. Nào đưa bố cất cho nào. Bố cất cái này luôn nhá. Vẫn còn á, à. Đấy con này nhặt nốt đi. À nào cất đi nhá, cất đi để tối chơi nhá nào. Còn để ăn cơm nào. Đây. Ờ kìa kìa đây con kìa đây. Ở đây, ngồi con ăn đi. Con đói chưa con? Con đói rồi á. Hôm nay đi xe cũng mệt đâu rồi. Không có mệt đâu.
Không mệt á? Giỏi vậy á? Sáng nào con xuống đây không ngã, con không theo chị được đâu nhá. Con không quen. Dạ, xuống đây. Ừ. Ừ, bác bế em qua đi nào. Nào. Con bế em không? Trâm Anh ơi. Từ bế thế nào, con bế em không? Đi xuống rồi chuẩn bị ăn cơm ngon. Hôm nay mẹ dán trứng cho con này. Nào mẹ bê mâm nào. Con mẹ rửa tay cho hai con gái nào. Đi rửa chân tay rồi đi ăn cơm nào các con. Nào mẹ bế trà nào. Ui, rửa qua. Ui, trời. Nào mẹ rửa tay nào. Con Anh ơi. Em về với con có thích không? Rồi hai con đi vào ăn cơm nào. Ăn cơm nào. Nữa đi ăn để bố lấy ấy con nhá. Lấy thêm nhau. Chắc. Ừ. Ôi trời ơi. Ngon nhỉ. Mẹ ơi, trộn nước canh cho con. Ừ, bố trộn cho con nhá. Để bố trộn nhá. Bố trộn nước canh không con? Mẹ trộn nước canh cho con. Cha ơi, con có thích ở với mẹ không? Cha ơi, con có thích ở với mẹ không? Con có, thì con xúc ăn cơm ăn đi. Mẹ ơi, con ăn xong rồi. Ôi, trà giỏi quá. Trâm Anh bỏ bát xuống nào. Ôi, trà giỏi thế. Ôi, ôi, yêu thế. Ôi, mẹ cảm ơn con gái. Lại giấy này con ơi. Anh ăn đi. Đó, mẹ con ăn đi nào. Khoai. Khoai. Khoai chơi cái gì đấy? Chơi được chơi nhá con. Bà ơi, sao người của mẹ nhá. Con để em dọn mâm nhá. Nào, bố bế khoa nào. Piu piu, piu piu, rửa 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 á. Nào trèo lên nào, hai chị em ngồi đây trèo với chơi với em qua nào. Thế này xem nào, chơi bay ngồi đây bố hỏi xem nào. Nào. Thế chơi bay có biết trông em đấy. Có. Thế ở nhà trông em qua cho mẹ đi nào mà. Vâng ạ. Nhá, con giỏi đấy á. Chơi bay ăn đi nào.
Con đừng hát cho em Trang nghe bài nào, cho em Trang nghe nào. Con hát cho bố đi, nghe đi. Ồ, chị cho anh hát giỏi quá.